Xin chào anh em, mình là Kiên, chuyên review đồng hồ chính hãng. Rất vui khi được gặp lại quý anh chị em. Mình là chủ kênh YouTube Kiên Luxury và bên mình chuyên review, phân phối những sản phẩm đồng hồ chính hãng từ Thụy Sĩ như là Hublot, Rolex, Omega, Patek Philippe. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu đến anh em hai chiếc đồng hồ Rolex mình vừa mới về, và cả hai này của mình sẽ đều với tình trạng lướt rất là đẹp. Một chiếc đồng hồ thuộc dòng máy đời máy 116, 118 đến từ thương hiệu Rolex, và một chiếc đồng hồ còn lại sẽ thuộc đời máy 128, thiết kế đời máy mới nhất. Ở trong video này mình sẽ đánh giá chi tiết cả hai chiếc đồng hồ. Đồng thời mình sẽ trên tay ở phần cuối video để anh em có thể nắm được tất cả mọi thứ về hai thiết kế đồng hồ ngày hôm nay anh em ạ. Và để bắt đầu video thì mình sẽ đánh giá cho anh em thiết kế đời máy mới nhất. Đó chính là em đồng hồ Rolex sử dụng mặt nâu Aureo với mã máy 128235. Em này của mình sẽ được xuất ra khỏi store vào tháng 4 năm 2023. Và với cái date này thì anh em sẽ có được bảo hành đến tận tháng 4 năm 2028 với chính sách bảo hành 5 năm đến từ thương hiệu Rolex. Bên mình thì cũng sẽ bảo hành shop cho anh em song song với thời gian bảo hành toàn cầu, hỗ trợ anh em lên đời, xuống đời, quay đầu, nhập lại. Nói chung là mọi chính sách tốt nhất để anh em an tâm chơi cũng như là trải nghiệm. Rolex thì có rất là nhiều những đời máy khác nhau và đây chính là thiết kế đời máy mới nhất. Mặt màu nâu Aureo cũng là một trong những loại mặt cực kỳ độc đáo, cũng chỉ xuất hiện ở trong đời máy này mà thôi. Với loại mặt này thì anh em sẽ có được những đường nét trải tia với phần trụ kim là trung tâm. Và càng xa phần trụ kim thì nó sẽ lại càng tối. Đây là một trong những điểm độc đáo về mặt nâu này. Chất liệu thân vỏ thì sẽ được làm bằng vàng hồng 18K, loại vàng hồng mang công nghệ chế tác độc quyền đến từ thương hiệu Rolex. Loại vàng hồng này thì nó sẽ tạo ra được cái sự sang trọng, trẻ trung và đẳng cấp dành cho người đeo. Thiết kế thì sẽ là 3 kim 2 lịch với phần ô lịch ngày ở góc 3 giờ, ô lịch thứ ở trên góc 12 giờ. Cùng với những chân cọc thì cũng sẽ được làm bằng vàng đi cùng tông luôn với phần thân vỏ của chiếc đồng hồ. Ở đây thì mình sẽ có được những viên kim cương rất là sang xịn mịn ở trên phần dial của chiếc đồng hồ. Với phần góc 6 và 9 giờ thì sẽ sử dụng những viên kim cương tấm, những viên kim cương có chất lượng tuyển chọn và nó cũng sẽ đắt giá hơn rất là nhiều so với cả những loại kim cương khác. Em này của mình thì là một thiết kế nguyên zin, một chủ chưa qua spa đánh bóng anh em nhé. Anh chủ cũ của mình, anh chủ cũ của chiếc đồng hồ này, sau một thời gian sử dụng thì anh có lên đời và để lại cho mình chiếc đồng hồ này. Niềng thì sẽ là niềng khía, tạo ra được sự phản sáng rất là tốt. Còn ở vành phía bên trong chiếc đồng hồ thì nó sẽ có những dòng chữ Rolex chạy phía bên trong cái vành. Với phần dưới góc 6 giờ sẽ là phần series của đồng hồ. Phần series này tất nhiên sẽ trùng với cả series ở trên thẻ bài toàn cầu rồi. Bộ máy nằm lên chiếc đồng hồ thì sẽ là bộ máy 3255. Thì với bộ máy này anh em sẽ có được 70 giờ chữ cót, 28.800 tần số động cùng với cả 31 chân kính. Ở phía đằng sau thân vỏ của chiếc đồng hồ thì mình sẽ còn có thêm những chuyện chứng nhận vàng đúc nữa như là AU750, cân tiểu ly và đồ chói bắc na ở bên này. Còn bên này thì sẽ là logo của hãng. Tiếp theo nữa thì mình sẽ có thêm một bộ dây President và một bộ khóa Jubilee. Bộ khóa này thì cũng sẽ có được đầy đủ những chuyện chứng nhận vàng đúc. Ở trên này thì nó sẽ có thêm phần thiết kế logo của hãng. Ở đây thì mình còn đầy đủ mắt thừa của chiếc đồng hồ này anh em nhé. Và anh em để ý là ở phần mắt thừa này, ở những cái phần chốt mắt thì nó sẽ có thêm phần ống sứ nữa. Những phần ống sứ này nó sẽ tăng thêm cái độ cứng cáp dành cho bộ dây. Bởi vì anh em biết bộ dây này nếu mà đeo tầm khoảng vài chục năm thì nó sẽ bị nhão dây. Tuy nhiên với phần thiết kế ống sứ này thì nó sẽ tăng thêm khả năng cứng cáp rất là nhiều dành cho thiết kế đồng hồ. Với chiếc đồng hồ này, nếu như anh em lấy new trong thời điểm hiện tại, dù là ở trong hãng ở bên ngoài, anh em sẽ phải bỏ ra với mức giá trên 1 tỷ mốt và cũng cực kỳ là khó lấy. Thiết kế vàng đúc của Rolex rất là khó lấy ở trong những store của hãng. Hiện tại thì mình đang có sẵn một em lướt full set nguyên zin date 2023, bảo hành đến 2028. Tình trạng thì quá là xuất sắc rồi, không có gì phải chê. Mình đang giao lưu chỉ loanh quanh là 980 triệu mà thôi anh em nhé. Ở bên này thì mình sẽ còn có thêm, đó chính là một em Rolex mặt vi tính hồng. Em này của mình sẽ sử dụng, chất liệu thân vỏ cũng sẽ được làm bằng vàng hồng nguyên khối 18K. Em này của mình tình trạng chưa qua sử dụng, anh em vẫn còn thấy này, bộ dây thì mới cứng, vẫn còn siêu khóa, siêu dây, siêu đáy, siêu thân, siêu hông. Nói chung là còn đầy đủ tất cả các loại siêu. Ở bên này mình còn có luôn cả phần siêu cứng của ở trên phần niềng của chiếc đồng hồ nữa. Tuy nhiên thì mình đã bóc ra để anh em có thể chiêm ngưỡng tất cả mọi thứ về thiết kế đồng hồ này. Mặt vi tính hồng cũng là một trong những loại mặt được rất là nhiều anh em yêu thích, săn đón và ưa chuộng. Loại mặt này thì xuất hiện ở những phiên bản 116 cũng như là 118 đến từ thương hiệu Rolex. Còn với đời máy 128 cũng như là 126 thì anh em sẽ không thấy mặt vi tính hồng đâu.
Loại mặt này khi mà kết hợp với thân vỏ được làm bằng vàng hồng thì sẽ tạo ra được một chiếc đồng hồ cực kỳ xuất sắc ở trên cổ tay của các anh em, cũng là một thiết kế đầy đét với ba kim hai lịch, ô lịch ngày cũng như ô lịch thứ được đặt ở những vị trí như thường lệ, cọc số sẽ là đính kim cương. Nếu như nói về thiết kế của chiếc đồng hồ mặt vi tính hồng so với cả mặt Oprio nâu thì anh em sẽ thấy là hai chiếc đồng hồ này có thiết kế tương đối giống nhau. Tất nhiên loại vàng hồng thì cùng là vàng Emerald Gold, nhưng theo thời gian thì loại vàng hồng này nó cũng sẽ có một chút màu thay đổi. Anh em sẽ thấy là em này của mình series G được sản xuất từ 2010 cho đến 2012 thì màu vàng nó cũng sẽ khác đi một chút so với cả một chiếc đến 2023. Bộ máy thì dòng máy 118 nó cũng sẽ khác so với cả đời máy 128. Đời máy 118 thì sẽ sử dụng bộ máy 3155. Với bộ máy này thì anh em sẽ có được 31 chân kính, 48 giờ chữ cót và 28.800 tần số động. Bộ máy đời cao đến từ thương hiệu Rolex mà nên sự ổn định, tính chính xác dành cho người đeo. Ở đây thì mình cũng sẽ có được đầy đủ những chuyện chứng nhận vàng đúc anh em nhé. Dây President khóa Jubilee, mặt vi tính hồng, nó sẽ có được những đường vân rất là đẹp ở trên loại mặt này cùng với cả những tia sáng khác nhau với phần trụ kim ở trung tâm. Ở đây thì mình cũng sẽ có lòng phía bên trong vành chạy chữ. Những cái thiết kế này thì hãng bắt đầu phát triển từ những năm 2000 rồi. Với thiết kế đồng hồ này thì mình bị thất lạc thẻ, tuy nhiên nếu như còn thẻ thì chắc chắn chiếc đồng hồ này sẽ có giá trị rất là cao. Hiện tại thì mình đang giao lưu với mức giá là loanh quanh 699 triệu. Thế anh em mình có thể cân nhắc một trong hai thiết kế đồng hồ ngày hôm nay, một em nâu Oprio, một em vi tính hồng. Em vi tính hồng chưa qua sử dụng, vẫn còn đầy đủ full seal, mình đang giao lưu là 699. Còn em nâu Oprio cũng là vàng đúc nguyên khối, đời máy mới, loanh quanh là 980. Thế anh em nào mà quan tâm về một trong hai thiết kế đồng hồ này, anh em có thể nhắn tin, gọi điện, trò chuyện với mình qua số điện thoại hotline 097 393 3873. Mình có nhận giao lưu đổi các tất cả những dòng máy đồng hồ luxury chính hãng. Và anh em có thể kết bạn với mình qua Zalo, qua Facebook để cập nhật thêm những mẫu đồng hồ mới. Hoặc cần tư vấn bất cứ điều gì, anh em cứ thoải mái nhắn tin, gọi điện, trao đổi với mình. Cảm ơn theo dõi và xin hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Xin chào quý anh chị em.